Mới đây, Cục Quản lý Cạnh tranh có thông cáo báo chí về việc xử phạt những vi phạm của công ty bán hàng đa cấp biến tướng Liên Kết Việt. Theo đó, Liên Kết Việt đã vi phạm 10 lỗi và bị xử phạt hành chính là 570 triệu đồng. Mức xử phạt này đã phản ánh đúng bản chất vi phạm của công ty này hay chưa? Để làm rõ vấn đề, nhóm phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh đã tìm đến một số chuyên gia về luật. Đây là quyết định về xử phạt công ty đa cấp Liên Kết Việt của Cục Quản lý Cạnh tranh. 10 lỗi vi phạm được nêu tên như không thông báo nơi tổ chức hội thảo, không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thẻ thành viên sai quy cách, đều không phải là lỗi nghiêm trọng. Có một điều lạ là trong danh sách không hề có lỗi đưa thông tin sai sự thật để lôi kéo người tham gia đa cấp. Thực ra là khi họ lên đây họ làm việc, họ xin phép thì không hề có việc liên quan tới Bộ Quốc phòng. Nhưng không khó để phát hiện ra thực tế là công ty của chúng cháu là thuộc Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng, là bộ mặt của nhà nước. Nghe cái tin của danh mục của Bộ Quốc phòng là cũng đã thấy tin tưởng rồi. Bây giờ Bộ Quốc phòng không tin thì tin ai? Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, với hàng loạt những vi phạm hiển nhiên và dễ dàng nhận diện như vậy, thì công ty Liên Kết Việt đã vi phạm Nghị định 42 và phải bị rút giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp, chứ không dừng lại ở xử lý vi phạm hành chính như quyết định của Cục Quản lý Cạnh tranh. Cục Quản lý Cạnh tranh bắt buộc phải rút giấy phép kinh doanh đa cấp của công ty Liên Kết Việt. Vì công ty Liên Kết Việt đã vi phạm tới 2 lỗi trong cái điều 5 của Nghị định 42. Tôi cho rằng việc áp dụng như này là rõ ràng đang có cái hướng làm lợi cho phía công ty Liên Kết Việt. Quyết định phạt tiền được Cục Quản lý Cạnh tranh đưa ra là căn cứ vào Nghị định 71 về xử phạt hành chính của luật cạnh tranh. Tuy nhiên, cùng một lỗi tương tự mà Nghị định 71 thì phạt tiền, còn Nghị định 42 thì rút giấy phép. Các luật sư cho rằng quyết định của Cục Quản lý Cạnh tranh áp dụng Nghị định 71 là có lợi cho Liên Kết Việt. Lẽ ra khi phát sinh những cái sự kiện liên quan đến hoạt động sai trái của các cái công ty bán hàng đa cấp thì phải áp dụng cái Nghị định 42 để xử lý trước. Ở đây chúng tôi cho là chưa phù hợp. Nhìn vào đây thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nếu áp dụng cái 71 này là có lợi cho Liên Kết Việt. 570 triệu đồng là không nhỏ, nhưng nó chỉ bằng 1/3000 lượng tiền mà công ty này đã lừa đảo từ những người tham gia. Mức phạt này phản ánh quan điểm của cơ quan chức năng về mức độ nghiêm trọng của sai phạm. Nhưng các luật sư thì cho rằng quan điểm này còn quá nhẹ so với bản chất sai phạm nghiêm trọng của Liên Kết Việt.